Xin chào mọi người. Hôm nay Tuấn Âm Thanh tiếp tục giới thiệu đến quý vị một số mã máy laptop. Hôm nay em nhập một số mã máy laptop về về giới thiệu với quý vị và các bạn này. Đây là những máy laptop mang cấu hình vừa phải, chip Core i3, màn hình khá lớn luôn, 15,6 inch các bác nhé. Hàng còn rất là đẹp đây, HP Notebook. Đây là em quay từng mã, hiện tại là năm con này mã giống hệt nhau. Đây là em HP Pluxbook, hàng của Nhật các bác nhé. Đây, HP Pluxbook 6550B. Đấy, 6550B các bác nhé. Này. Đây là hàng HP Pluxbook 6550B. Hàng còn rất là đẹp, màn 15,6 inch. Chip Core i3, RAM 2GB. Các bác muốn nâng RAM lên được. Em có thể nâng RAM thoải mái. Ổ cứng 230GB. RAM là 2GB, có thể nâng lên 4GB, 6GB thoải mái. Hiện tại với cấu hình như này rất thích hợp cho các cháu học sinh hoặc những gia đình làm văn phòng ở nhà, hoặc chơi game hoặc xem phim, nói chung là đáp ứng thoải mái. Bởi vì nó là chiếc Core i3 mà, màn hình khá lớn. Màn hình 15,6 inch. Khá lớn đây. Tất cả. Đây em quay chi tiết cho các bác xem. Máy còn rất là đẹp. Hàng có là chất luôn nhé. Các bác có thể chơi game lướt Facebook, Zalo hoặc là văn phòng thoải mái, xem phim HD chất lượng cao. Nói tóm lại là với cấu hình này các bác dùng thoải mái và cho các cháu học sinh học rất tiện lợi. Giá của em nó là 3,8 triệu các bác nhé. Em cho nó xa xa tí cho các bác nhìn. Hàng cực kỳ đẹp. Đây, coi quá. Giá của em nó là 3,8 triệu các bác nhé. Không, mà bác nào lấy cả chuột cả túi nữa là tròn 4 triệu. Cả chuột cả cặp luôn. Chuột không dây nhá. Đây, tôi báo luôn. Để em quay chi tiết này cho các bác xem. Đây, em kỳ luôn này. Bolero đây, vào tìm luôn. Máy chạy khá là nhanh nhé, chứ không phải là trễ chạy gì đâu. Có nhìn thấy chưa? Này, con này em đập xuống đây. Đấy, hình thức của nó đấy. Mình rút sạc cái này. Phía sau này. Giá của nó em nó là 3,8 triệu thôi nhé. Cảm ứng này, tất cả mở loa này, loa to nhỏ cảm ứng hết này. Đấy, cảm ứng này. Này, bé này, có nhìn thấy chưa, to này. Bảng chìm số máy tính này, có tắt loa nhanh này. Đấy, nó tắt nhanh này, cảm ứng hết nhé. Okay. Đây là chế độ vào mạng nhanh này. Bây giờ em tắt đi cho các bác xem nhé. Ví dụ các bác muốn vào mạng nhanh này, đây là chế độ vào mạng nhanh này.
chỉ đây cái này nó sẽ nhảy tự vào mạng luôn trên đấy. Đây chế độ vào mạng nhanh, đây chế độ tắt wifi này, ok chưa, đây tắt loa này, đây là chế độ máy tính này, đấy, nó hiện lên máy tính này, nhìn chưa, đấy là những một số phím tắt em hướng dẫn cho các bác thế. Còn là giá của em nó là 3 triệu 8 các bác nhé. Hàng còn có đẹp màn 15,6 inch nhé. À, thích hợp cho các cháu học thoải mái cho đỡ hại mắt. Vì màn 14 inch thì nó hơi bé. À, 15,6 inch nhé các bác nhé. Giá 3 triệu 800 nghìn. Cấu hình như này các bác dùng thoải mái rồi. Xem phim HD rồi là tất cả mọi chương trình giải trí. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo số điện thoại là 0982 246 621 hoặc 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.